Cái video này sẽ không giúp các bạn kiếm thêm tiền hay là gì hết, nhưng mà nó sẽ là cái video nền tảng giúp bạn kiếm rất nhiều tiền. Hello cả nhà, chào cả nhà đến với thế giới của Crystal. Thì trong cái video ngày hôm nay nó sẽ hơi đặc biệt một chút xíu, đó là thay vì bình thường sẽ hướng dẫn mọi người làm cái gì đó thì hôm nay Crystal sẽ nói về lý thuyết, đúng hơn chính xác là những cái gì mà Crystal đã thực hành và cảm thấy nó rất là hiệu quả và mong muốn là có thể chia sẻ những cái bí kíp này cho tới nhiều người hơn. Đó là năm cái điều mà để mình có thể tăng lên cái sự kỷ luật bản thân. Năm cái kế hoạch này hoàn toàn mọi người có thể ngay lập tức apply nó, ngay lập tức có thể đưa vào cái cuộc sống của mọi người luôn ha. Thì để tại sao lại cái kỷ luật bản thân nó lại quan trọng như vậy á, thì đơn giản mọi người có hay bị cái cảm giác là lười, xong rồi mình làm cái gì đó tự nhiên mình mở cái điện thoại lên một cái thế là mình cuốn vào review phim hay không ạ? Thì thật ra cái review phim á, nó càng ngày nó thật càng thấy nó là một cái ngành công nghiệp cực kỳ khủng khiếp luôn. Nó tiêu tốn thời gian của mọi người một cái khủng khiếp, mà mọi người sẵn sàng, thậm chí khi đã biết là mình đang lãng phí thời gian nhưng mà mình vẫn quyết định là làm tiếp nó, bởi vì có làm gì khác ngoài cái đó đâu, thì làm coi tiếp thôi. Ok ha, thì cái video ngày hôm nay á, nó sẽ giúp cho mọi người đạt được những cái điều mọi người muốn và một cách nó đơn giản hơn, và giúp cho cái hành trình đó nó được vui vẻ hơn á, kiểu nó mình cảm thấy vui vẻ, yêu thích hơn cái hành trình đó hơn. Bởi vì á, giống như kiểu nếu như mà nói về kỷ luật bản thân đi, mỗi lần nói cái từ đó thôi là trong lòng á, Crystal, bản thân của Crystal cảm thấy như là cái gì đó nó khó chạm tới lắm, và nó đòi hỏi một cái sự là cái bởi cái từ kỷ luật đó cả nhà đó, nên nó làm mọi thứ nó phải vào khuôn vào khổ. Và đôi khi á, auto luôn là bản thân mình hiểu được là mình sẽ không thể nào vào cái khuôn khổ là 1+1=2 và đúng cái khung đó được. Đó là lý do tại sao mình rất là khó để đạt được điều mình muốn được ha. Thì đầu tiên á là hiểu rõ được cái kỷ luật bản thân là gì. Thì ở đây nó có một cái ví dụ, đó là nó giống như là nó một cục đá tảng, một cái việc gì đó mình cần phải hoàn thành, nó giống một cái cục đá tảng nó cực kỳ lớn, và việc hoàn thành kỷ luật bản thân để hoàn thành điều đó thì á, nó giống như cái việc là mình phải đẩy lên, đẩy cục đá nó lên trên cái đỉnh núi, và khi lên tới đỉnh núi là mình hoàn thành cái việc mà mình mong muốn á. Thì cái nó cực kỳ khó luôn, bản thân mình tưởng tượng ngoài đời thực tế việc đẩy cái hòn đá lên cái đỉnh núi á, lên cái đỉnh núi nó đã khó rồi, nên khi mà nghe được cái từ đó thì não bộ mình tự nhiên nó stuck lại, nó dừng lại cái điều đó luôn. Thì một cái cách khác á, Crystal hay nghĩ là thay vì á, là cũng như vậy, thay vì mình tự với cái chân núi mình đẩy lên đỉnh núi, thì có cách nào khác mình nghĩ nó ngược lại. Vì kỷ luật bản thân nó sẽ giống như là mình có hòn đá và mình bắt đầu push một cái thôi thì nó sẽ lăn xuống, giống như là mình từ trên mình đi xuống dưới, mình đi con đường ngược lại hay không. Thì ở đây có nghĩa là để đầu tiên luôn á, cái kỷ luật bản thân á, thì mình phải có một cái gì đó mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, mình cảm thấy nó có thể hoàn thành hơn. Bởi vì á, cả nhà cứ thưởng tượng nghĩ nha, nếu như mà mình làm cái việc gì đó mình không thích thì mình cứ dời nó lại hoàn không bao giờ hoàn thành hết. Nhưng mà còn cái việc mà mình thích đi, chẳng có ai kêu mình phải làm, mặc dù làm chả phải trả tiền, được nhận tiền hay là làm được cái một cái vì lý do gì luôn, nhưng mình cứ đam mê làm. Mình kể có thể nếu như bạn nào nói, quay lại câu chuyện là mình xem phim đi, nếu như bạn nào nói đó là cái sở thích đam mê và cái việc là mình phải làm, mình phải xem phim bởi vì mình phải là cái người làm sáng tạo nội dung đó, mình phải xem nhiều phim hơn, thì cái việc đó kiểu không ai hỏi mình làm luôn, thế là mình cũng cứ làm mỗi ngày và làm đều đặn một cái. Thì ở đây cái điều đầu tiên luôn á là mình phải liên quan cái việc mà mình cần phải làm cái mục tiêu của mình cộng với một cái gì đó mà mình thật sự yêu thích ha, thì từ đó mình mới push nó từ trên đi xuống, chứ thay vì không á là mình sẽ từ dưới tới ly lên. Bản thân của Crystal liên quan đi, thì ngoài cái việc giống như cả nhà đó, mình cũng là một cái người bị nghiện social media mà, nhưng mà đỡ hơn mọi người một chút xíu, đó là cái nghề của Crystal nó lại liên quan tới social media. Nếu như mà mình nghiện social media thì mình sẽ học rất là nhiều điều từ trong chỏng. Tức là ở đây có nghĩa là Crystal xem nó ở một cái trạng thái là chủ động chứ không phải là bị động cả nhà ha. Còn quay ngược lại đi thì giống như kiểu đơn giản đi, là gần đây Crystal có một học cái mới, đó là về không phải là học về một cái mới, cái này là đã rất là lâu rồi, nhưng mà gần đây thì mình lại tập trung hơn vào cái vấn đề này, đó là chơi game Cash Flow của thầy Robert Kiyosaki, cha giàu cha nghèo. Thì một cái người thầy mà Crystal rất là yêu quý luôn, và tư duy của thầy là cái tư duy mà Crystal liên tục nghiền ngẫm nó. Thì gần đây mình bắt đầu chơi game Cash Flow trực tiếp trên website của thầy ha, thì mình thấy nó có rất là nhiều điều luôn. Mà lúc đầu tiên á, thì mình kiểu cảm thấy rất là nhàm chán bằng cái việc đọc sách đơn thuần ha. Nhưng mà khi mà kết hợp lại với chơi game vậy nè, thì tự nhiên đâu mình cảm thấy mọi thứ nó đơn giản hơn, nó vui hơn. Thế là mỗi ngày mình vừa chơi game và mình vừa đọc sách luôn, cả hai việc kết hợp cùng một lúc luôn á cả nhà.
Đó thì cái đầu tiên kết hợp cái mục tiêu với một cái điều mình thích để mà nó có cái sự liên kết và mình cảm thấy enjoy hơn trên cái con đường mà mình đẩy cái tảng đá xuống, chứ không phải là mình đẩy cái tảng đá lên cái dốc nữa ha cả nhà ha. Cái cách thứ hai đó là tập trung vào điều gì thật sự quan trọng nhất. Giống như là mình sẽ có rất là nhiều điều và mình nghĩ là tất cả mọi điều nó đều quan trọng. Ok, đồng ý, tất cả mọi điều là quan trọng. Nhưng mà mình có thể nào chọn ra, nếu như mình chỉ có đủ thời gian để làm 3 điều hoặc là 4 điều thì mình sẽ chọn ra điều nào? Thì đó là những cái điều quan trọng hơn, được ưu tiên hơn tại cái thời điểm này ha. Thì mình sẽ tập trung vào chỉ những cái việc đó, và nếu như có thể thì mọi người sẽ nhỏ nhỏ lại nhất có thể, nó chỉ là một cho tới hai việc thôi. Còn nếu như mà khi mà đặt cái mục tiêu nó dài hạn hơn, ví dụ như là mục tiêu 5 đi, thì cả nhà đang suy nghĩ thì coi mình đang đặt bao nhiêu cái mục tiêu. Nếu như cả nhà mà list ra một trang giấy thì cỡ nào cũng sẽ không hoàn thành hết, nhưng mà sau khi list ra một cái trang giấy thì cả nhà chỉ highlight lại là hai ba cái điều mà cả nhà nhất định phải đạt được. Thì khi mà hai ba cái điều nhất định mình phải đạt được đó thì mình mới có cái sự quyết tâm để đạt được điều đó cao hơn, thì lúc đó kỷ luật bản thân nó mới được ấy. Còn nếu như không là cái nào cũng cần phải làm hết, thế là mất luôn cái kỷ luật của bản thân đi, nó không thể làm được điều đó. Ở cái giai đoạn là mình là một cái người không hề có một cái tư duy gì về cần phải kỷ luật mà bắn qua kỷ luật phải làm một đống như vậy ha, thì mình sẽ cắt lại ha. Thì tương tự như vậy á, khi mà crystal trading, làm trade hay là đầu tư một cái gì đó, thì thay vì mình sẽ làm rất là nhiều thứ thì mình sẽ rút lại, mình sẽ tập từng cái kỹ năng đi lên, giống như là nguyên tắc 80-20 ở đây nó cực kỳ hiệu quả luôn cả nhà ha. Thì ở cái ý thứ hai này á, đơn thuần thôi là giới hạn lại mục tiêu, càng ít mục tiêu tại càng thời điểm á, thì mình sẽ có thể hoàn thành nó và mình tăng tính kỷ luật của mình lên cả nhà ha. Cái yếu tố thứ ba ở đây á, đó là cải thiện về sức khỏe tinh thần của mình ha. Cái này á thì có thể mọi người cảm giác như là nó hơi bị kiểu ảo. Sức khỏe tinh thần là cái gì, sức khỏe tinh thần là cái gì, thì nó là những cái điều trong tâm trí của mình á cả nhà. Để mà cải thiện nó thì tất nhiên là mình cần phải có một cái thói quen nó tốt hơn, thói quen về ăn uống và thói quen về sinh hoạt ha. Thì bản thân Chris thì thiền là một cái con đường rất là tốt để mà mình có thể có những cái gọi là clear trong cái mind của mình ha, cái kể là cái não của mình nó được thoải mái và tập trung cao hơn á, là crystal dùng cái là thiền. Còn crystal thấy có rất là nhiều các anh chị hiện tại bây giờ đang làm á, cách rất là đơn giản luôn, đó là chạy bộ nè, tập thể dục nè, chỉ còn đơn giản như vậy thôi. Và khi mà mình có khỏe mạnh hơn á cả nhà, cái physical, cái cơ địa của mình nó tốt hơn á, thì não bộ của mình nó cũng bắt đầu tốt hơn ha. Thay vì mình tập trung vào những cái việc có kiểu rất là stress á, thì thay vào đó thì mình sẽ thay nó bằng cái góc nhìn khác và làm cho mình tỉnh táo hơn. Và cái tiếp tục với cái thứ hai là mình sẽ đặt ít mục tiêu hơn, nhưng mà đặt ít mục tiêu không nó cũng chưa đủ. Và khi có cái ít mục tiêu đó ra thì mình sẽ bắt đầu mỗi cái mục tiêu mình sẽ chia nhỏ ra, tức là cái bức tranh thì sẽ là bức tranh bự, nhưng mà mình sẽ bắt đầu bằng cái baby step, bởi vì cái baby step đó mình có thể hoàn thành được thì mình mới hoàn thành, thì từ đó nó mới có đi theo cái đà là mình sẽ tuân theo mỗi ngày như vậy. Còn nếu như không thì mình sẽ chẳng bao giờ tuân theo đâu cả nhà nha. Cái thứ tư, không biết cả nhà như thế nào nha, mà bản thân của Crystal á, Crystal luôn luôn nghĩ mình là cái người rất là kém thông minh. Bởi vì rất là kém thông minh như vậy nên là mỗi cái mục tiêu hay cái gì đó của Crystal nó cũng tương đối thấp hơn với những người khác. Những cái tiêu chuẩn đặt chân luôn á, là những cái tiêu chuẩn của mình nó rất là thấp luôn. Để đạt được cái điều đó thì gọi là nếu như với một ai đó họ sẽ có khoảng 10 cái list, 10 gạch đầu dòng là phải đạt được chuẩn này, chuẩn này, chuẩn này, chuẩn này thì họ mới ok. Đó, ví dụ như là tuyển nhân sự đi ha, thì sẽ có phải khoảng 10 cái list đầu việc đi thì nó sẽ mới đạt được cái mục tiêu là tuyển nhân sự được như vậy. Nhưng mà bản thân với Crystal thì không hề luôn ha, Crystal chỉ có 1, 2, 3 cái đầu dòng thôi, bởi vì bản thân mình luôn nghĩ là mình không có cái gì nó quá xuất sắc ở cả nhà, mọi thứ nó đều bình thường hết, nên là mọi thứ xung quanh mình đều có cái tiêu chuẩn nó thấp hơn so với lại những cái người khác ha. Thì bởi vì khi mà có cái tiêu chuẩn thấp hơn như vậy á, thì để mà đạt được cái điều đó nó dễ dàng hơn. Ok ha, thì khi mà mình đạt được cái điều đó dễ dàng hơn thì mình sẽ bắt đầu nâng cái tiêu chuẩn mình lên từ từ. Thay vì với một ai đó khác mà Crystal nói chuyện với rất là nhiều các anh chị khi mà tuyển dụng hay là gặp vấn đề này trong cuộc sống á, thì mọi người bởi vì không đạt được cái điều mọi người không đạt được á, không muốn á, là bởi vì cái điều mọi người muốn nó quá cao. Đó, thì thay vì như vậy lúc đầu tiên thì một cái kế hoạch mà Crystal luôn ra đặt cho mình là đặt ra cái mục tiêu cực kỳ nhỏ thời điểm đầu, là mình sẽ nâng cái mục tiêu mình lên trong tương lai từ từ. Ok ha, thì đó là cái bước thứ tư, cả nhà có thể check lại coi là cái mục tiêu của mình hiện tại bây giờ nó có đang gọi là vượt quá cái tầm khả năng của mình hay không. Còn nếu như mà nó đang vượt quá tầm khả năng của mình thì hãy ngay lập tức giảm nó xuống ở tại thời điểm này đi. Bởi vì cái mục tiêu đó đã rất là lâu rồi, mình đã đặt mục tiêu năm này qua năm nọ mà mình vẫn chưa đạt được, thì hãy giảm cái mục tiêu đó tại thời điểm này đi. Đưa ra cái mục tiêu mà mình có thể đạt được đơn giản nhất
và đạt được nó trước, rồi mình phải nâng lên từ từ về sau ha cả nhà ha. Cái thứ năm, yếu tố thứ năm đó là cái cách này là Crystal làm nó vô cùng hiệu quả luôn đối với cái việc mà tập thể dục và thiền định rồi này kia, đó là tìm lại cái sự cân bằng. Cái cách này có nghĩa là mình sẽ đưa ra cho mình rất là nhiều cái option. Cái option đầu tiên tức là để về cái tính kỷ luật kia, đúng không? Ok, với cái việc bản thân Crystal đi là sẽ làm thiền, để ngồi thiền đi ha, phải ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày, ngày nào cũng phải thiền 7 ngày 7 ngày một tuần, 365 ngày để phải thiền, thì kiểu là nó không có dễ đâu mọi người, tại vì mỗi có mỗi ngày phải ra sân bay á, bay rồi còn làm cái điều này người kia, đổi giờ rồi này kia nữa, qua một cái đất nước khác thì nó sẽ là đổi giờ nữa, thì sao mà có thể làm điều đó đúng không cả nhà. Thì thay vì cái mục tiêu đầu tiên của mình luôn á, cái kỷ luật bản thân của mình là thiền 1 giờ một ngày đi, Crystal sẽ có cái option thứ hai, cái lựa chọn thứ hai đó là sẽ không nghỉ thiền quá 2 ngày liên tiếp, tức là hoàn toàn cho bản thân mình được phép nghỉ bởi vì một cái vài cái lý do nào đó, có thể là bữa đó cơ địa không tốt, bữa đó có điều này điều kia gì đó xảy ra mình không có khả năng ngồi được, thì mình có thể skip 1 ngày nhưng mà sẽ không skip quá 2 ngày liên tục đó. Thì cái bởi vì cái mục tiêu, cái kỷ luật ban đầu Russell đã đặt ra như vậy rồi, nên là khi có cái vấn đề gì thì cái tâm lý của Russell nó sẽ không bị bổn tổn thương, đó là mình đã không còn kỷ luật nữa hay là này kia nọ, thì không hề có luôn. Mình chỉ cần liên tục duy trì nó và không skip, này không có bỏ qua 2 ngày liên tục là được rồi đó. Tức là có thể bỏ qua 1 ngày, cái ngày hôm sau mình sẽ làm, nhưng mà hôm sau nữa thì có thể là không làm đó. Ok cả nhà, thì cái tip này cực kỳ hiệu quả luôn, nhưng mà nó chưa dừng lại ở đó. Một cái điều hay hơn nữa đó là cái option thứ ba cho bản thân mình, thay vì ngồi thiền 1 giờ 1 ngày đi, thì có cái cách nào khác hay không mà nó cũng vẫn giữ nguyên như vậy, thì Russell sẽ nói là mình sẽ tập trung vào bản thân 15 phút mỗi ngày. Tức là thay vì không thể ngồi thiền được rồi skip 1 ngày rồi gì đó, thì Russell chỉ cần ngồi yên lặng tập trung vào bản thân 15 phút thôi, thay vì cái kia là phải tới 30 1 tiếng đồng hồ thì mới có khả năng là ngồi thiền rồi này kia, nó hơi đi sâu, và nói chung là đơn giản là cần 1 tiếng đồng hồ đi, thì thay vào đó thì mình Russell sẽ tự ngồi với bản thân mình thôi trong vòng 15 phút một ngày. Thì 15 phút một ngày là cái con số hoàn toàn có khả thi với Russell đó. Thì Russell biết là cái điều này là rất đơn giản với mình, kiểu là không cần cái gì cũng có thể hoàn thành được, 100% là mình có thể hoàn thành được, thì Crystal có cái option thứ ba vậy đó. Thì khi mà option thứ nhất mình khó đạt được ở tại cái thời điểm cái ngày hôm đó, thì mình sẽ chuyển qua option thứ hai hoặc thứ ba, hoàn toàn có thể làm được. Và những cái này đó, nó giúp cho mình vẫn giữ nguyên cái kỷ luật của mình và làm cho mình cân bằng được với những cái điều xảy ra bất ngờ trong cuộc sống của mình. Ok, thì hy vọng là 5 cái tip mà Crystal áp dụng để mà tăng cái tính kỷ luật của bản thân của Crystal á, nó có thể áp dụng cho tới mọi người, và hy vọng là nhận được nhiều câu chuyện của mọi người về cái việc mà áp dụng về cái tính kỷ luật này như thế nào. Bởi vì á, thật sự luôn á cả nhà, nếu như mà mình không có tính kỷ luật á thì kiểu đó, cả nhà cũng tự biết rồi đó, là không có gì nó hoàn thành được, nó cứ dở dở ương ương vậy đó cả nhà. Nhưng mà chỉ cần thêm vào cái tính này thôi thì mọi việc nó hoàn toàn đơn giản luôn, và khi cái tính này đã trở thành thói quen rồi cả nhà, ôi mọi chuyện nó khỏe vui vẻ, không có bị áp lực gì hết luôn. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem video ngày hôm nay, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye.